Hàng năm từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch là mùa ngư dân sống ven đầm thủy triều thuộc huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu nhộn nhịp bước vào mùa thu hoạch rong câu. Năm nay, do nắng nóng kéo dài tạo thuận lợi cho ngư dân trúng đậm loại rong câu và do rong câu rất dễ tiêu thụ để chế biến nhiều loại nước giải nhiệt, nên hầu hết đều xuất khẩu khiến ngư dân phấn khởi. Những ngày này, tại các vùng biển ven đầm thủy triều, ngư dân tại các thôn Tân Hải, Bắc Vĩnh và Cam Thành Bắc của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa luôn tất bật thu hoạch rong câu. Những chiếc ghe nhỏ sau khi ra đầm lặn vớt đã lần lượt trở về với đầy ắp rong câu, được ngư dân chuyển lên bờ để phơi khô. Năm nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nên rong câu xuất hiện dày đặc khắp đầm nhiều hơn những năm trước, được ngư dân đi ghe ra đầm thu hoạch bằng các dụng cụ như bình hơi lặn, vợt để vớt, và sau khi rong câu đưa lên bờ phơi từ 1 đến 2 nắng là bán cho thương lái để đưa đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Với giá bán trên dưới 20.000 đồng một ký, bình quân, mỗi ghe xuồng có thể lặn vớt được hàng tạ rong câu, khiến ngư dân phấn khởi. Được biết, rong câu dùng để chế biến các loại sâm nam, thạch đông sương, thạch rau câu, nước giải khát và làm gỏi, được người tiêu dùng châu Á rất ưa chuộng nên rất dễ tiêu thụ, được các mối lái thu mua nhanh chóng.